Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý như sau. Ngọc Thanh, tỷ lệ sinh con thứ ba tăng đột biến trong năm vừa qua. Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ triển khai máy chạy thận nhân tạo. Phương Triều, chợ cóc chợ tạm gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh tai mũi họng trong mùa hè. Mục cẩm nang y học kỳ này là thanh lọc cơ thể từ nước ép hoa quả. Cuối chương trình là câu chuyện còn nhiều bất cập trong quản lý thực phẩm chức năng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã triển khai các máy chạy thận nhân tạo, trở thành Trung tâm Y tế tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai kỹ thuật này. Hiện tại, trung tâm có 5 máy chạy thận nhập khẩu từ Đức, đáp ứng công suất phục vụ từ 10-20 bệnh nhân trên ngày. Hệ thống gồm các thiết bị như máy lọc nước RO, máy pha dịch trung tâm tự động, máy rửa, bảo quản quả lọc, hệ thống camera giám sát và các giường bệnh. Trung tâm đã cử 2 kíp, mỗi kíp gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, học tập tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, 1 kíp đã được cấp giấy chứng nhận, vận hành tốt máy móc thiết bị, 1 kíp còn lại đang hoàn thành khóa học. Được biết, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang có mặt tại trung tâm để tiếp tục giúp đỡ kíp chạy thận nhân tạo trong thời gian đầu mới vận hành. Dự kiến cuối năm 2018, trung tâm sẽ lắp thêm 10 máy và năm 2020 sẽ lắp thêm 20 máy để phục vụ bệnh nhân nhằm giảm tải cho tuyến trên, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho bệnh nhân. Thực hiện chủ trương hướng về y tế cơ sở, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã có 4 xã được trang bị máy siêu âm đen trắng với trị giá 80 triệu đồng một máy. 4 trạm y tế bao gồm Mễ Sở, Liên Nghĩa, Phụ Công và Long Hưng. Đây đều là các trạm đã có bác sĩ. Cùng với việc trang bị máy siêu âm, các bác sĩ ở các trạm nói trên đều được tham gia tập huấn sử dụng máy và học chuyên sâu thêm về siêu âm. Với máy siêu âm đã được trang bị, các y bác sĩ tại trạm có thể thăm khám ổ bụng cho người bệnh như tiết niệu, gan mật và siêu âm thai cho các bà mẹ ngay tại trạm y tế. Điều này giúp người dân địa phương không phải đi xa, tiết kiệm thời gian, chi phí và góp phần giảm tải cho tuyến trên. Các xã Tiên Tiến, Tam Đa, Tống Phan và Minh Tân. Các máy siêu âm này do Sở Y tế cấp cho các trạm từ cuối năm 2017 với kinh phí 80 triệu đồng một máy. Để sử dụng máy hiệu quả, cán bộ y tế trạm được cử đi đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 3 tháng. Đến nay, các trạm đã được trang bị máy siêu âm trên địa bàn huyện Phù Cử đều đã được đưa vào sử dụng. Việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thêm những thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đã góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân tại trạm y tế, giúp người dân tiếp cận được với y tế hiện đại ngay tại cơ sở mà không cần phải đến bệnh viện. Việt Nam là nước có tỷ lệ người bị ung thư cao nhất thế giới, đặc biệt là ung thư về đường tiêu hóa. Tại tỉnh ta, ung thư đường tiêu hóa là bệnh có tỷ lệ người mắc và điều trị cao nhất. Mỗi ngày, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận điều trị cho 30-40 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, chiếm 40-50% số bệnh nhân điều trị tại khoa. Điều đáng nói là các bệnh nhân khi được phát hiện đã ở giai đoạn muộn nên tỷ lệ tử vong rất cao. Ung thư đường tiêu hóa có thể phát triển ở bất kỳ cơ quan nào của đường tiêu hóa, nhưng tập trung chủ yếu ở dạ dày, thực quản, đại tràng, trực tràng. Các dấu hiệu thường thấy của ung thư đường tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, khó nuốt, đau bụng, nặng có thể ói ra máu, kèm sụt cân, thiếu máu, đi đại tiện phân đen. Các bác sĩ cho biết có thể phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa bằng cách khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao hoặc những người có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa. Từ nhiều năm nay, tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên đã bị người dân thôn Phương Trung biến thành nơi họp chợ, không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông mà còn gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng. Nhìn vào những hình ảnh như thế này, có lẽ ai cũng phải rùng mình. Những phần thịt được bày bán sát mép đường, bụi bặm chỉ rộng khoảng 5 mét, nhưng không được che đậy cẩn thận, trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của ruồi nhặng. Không những thế, người bán hàng còn vứt rác bừa bãi khiến cho đoạn đường đã nhỏ hẹp, lầy lội lại càng thêm ô nhiễm. Và ai dám khẳng định những thực phẩm này đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là thực trạng diễn ra ở nhiều chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn tỉnh ta. Hiện đang là thời điểm nắng nóng, việc bày bán mà không có sự bảo quản cần thiết rất dễ khiến thực phẩm bị ôi thiêu, hỏng. Và nếu như chúng ta ăn phải thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, thậm chí có thể gây ngộ độc. Vì vậy, người dân cần thay đổi nhận thức và thói quen mua sắm tiêu dùng của mình,
lựa chọn những điểm bán thực phẩm có uy tín. Cơ quan chức năng cũng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ để các chợ tạm, chợ cóc sớm được dẹp bỏ. Nếu như 2 năm trước, ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động có tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức thấp, thì năm 2017, tỷ lệ này đã tăng đột biến và là xã có trường hợp sinh con thứ 3 cao thứ 2 toàn huyện. Cụ thể, trong 2 năm 2015-2016, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã chỉ ở mức 12%, thì năm 2017, tỷ lệ này đột ngột tăng lên gấp đôi, 25,3%, cao hơn so với mức trung bình toàn huyện là 18,2%. Ngọc Thanh là một trong hai xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất huyện Kim Động. Nguyên nhân của tình trạng này, một phần là do quan niệm của người dân nếu sinh con vào năm Đinh Dậu 2017 thì sẽ rất đẹp. Vì vậy, nhiều gia đình mặc dù đã có đủ nếp đủ tẻ vẫn sinh thêm con thứ 3. Cùng với đó là do địa phương chưa thật sự chú trọng công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, dẫn đến tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã tăng mạnh trong năm vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè khi mà chúng ta bước từ trong phòng có sử dụng điều hòa ra môi trường bên ngoài, do chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể thích nghi không kịp, đây chính là các cơ hội để các yếu tố gây bệnh xâm nhập vào đường hô hấp, nếu như không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra bệnh ở vùng tai mũi họng. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Thị Hà, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những kiến thức để nhận biết cũng như là phòng các bệnh đường tai mũi họng trong mùa hè. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh về đường hô hấp thì là có quanh năm, nhưng mùa hè thì cái tỷ lệ mắc bệnh cũng rất là cao. Vậy thì có những bệnh nào về đường hô hấp thường gặp trong mùa hè ạ? Mùa hè thì nhiều người thường nghĩ là khi thời tiết mà nắng ấm lên thì các cái bệnh hô hấp thì là ít mắc, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Mùa hè là cái mùa mà rất là hay mắc các cái bệnh đường hô hấp. Các cái bệnh mặt bệnh ấy thường gặp như là viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường hô hấp đấy ạ. Như là viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản và viêm phổi. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra bệnh về đường hô hấp ạ? Cái nguyên nhân gây bệnh nhiễm khuẩn hô hấp của mùa hè thì bao gồm: thứ nhất là cái thời tiết nóng ẩm thì tạo điều kiện cho vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở, rất là dễ gây nên bệnh. Thứ hai nữa là cái thời tiết mà nắng nóng ấy, đặc biệt như cái khí hậu ở miền Bắc nước ta ấy, các cái đợt nắng nóng là cứ liên tiếp. Thế thì cơ thể con người thì rất là dễ mệt mỏi, ăn uống kém, rồi mất nước, nên dẫn đến cái sức đề kháng của cơ thể giảm sút cũng rất là dễ mắc bệnh. Một cái nguyên nhân nữa là do cái tâm lý chủ quan của người bệnh. Khi mà nắng nóng thì mọi người thường là chủ quan hay uống nước lạnh này, nước đá này, rồi là đi bơi, đi hóng mát này, rồi tắm nước lạnh này, rồi là ở các cái phòng điều hòa mà để nhiệt độ quá thấp, gây ra những cái sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ thì cũng dẫn đến là nó kích thích cái niêm mạc của đường hô hấp, làm cho các cái con vi khuẩn ở đó ấy, nó bình thường là nó ở cái trạng thái là ngủ yên, nó không gây bệnh, nhưng mà khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó có thể bùng lên và trở thành cái nguyên nhân gây bệnh. Vậy thì căn cứ vào những dấu hiệu nào để nhận biết là một bệnh nhân đã mắc những bệnh về đường hô hấp ạ? Các cái triệu chứng của nhiễm khuẩn hô hấp thì bao gồm là ho này, sổ mũi này, hắt hơi này, đau họng này và sốt. Mà nếu mà nặng hơn ý, thì sẽ là tức ngực, khó thở. Thưa bác sĩ, nếu không được phát hiện cũng như điều trị kịp thời thì những bệnh về đường hô hấp thì có thể để lại những cái biến chứng ra sao? Nếu mà trẻ em mà bị viêm xoang ấy thì nó có thể mà dẫn tới viêm tai giữa cấp rồi chuyển thành viêm tai giữa mãn tính, viêm tai xương trũng và gây ra các cái biến chứng nội sọ như là viêm màng não, áp xe não, ảnh hưởng lâu dài đến cái sự phát triển của trẻ. Rồi cái viêm họng nữa, đặc biệt là ở tuổi thiếu niên, nếu không điều trị kịp thời ấy, do nhiễm liên cầu ấy, thì có thể dẫn tới cái biến chứng là thấp tim, gây ra suy tim, suy thận, rất nguy hiểm. Đấy, một cái biến chứng nữa là bệnh nó có thể trở nặng, tức là đang từ nhẹ mà chuyển thành nặng. Đấy, có thể là dẫn tới viêm phổi này, viêm phổi nặng, áp xe phổi này, suy hô hấp này, đòi hỏi là điều trị lâu dài và rất là tốn kém, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhân. Đấy, một cái khía cạnh khác nữa là cái viêm đường hô hấp cấp mà không điều trị kịp thời mà chuyển sang là mãn tính. Khi mà mãn tính, bệnh nhân sẽ thường xuyên là ho, hắt hơi, sổ mũi và
ảnh hưởng đến cái khả năng lao động và chất lượng của cuộc sống rất là nhiều. Cuối cùng xin bác sĩ cho một vài lời khuyên để người dân có thể phòng tránh bệnh về đường hô hấp trong mùa hè. Về phòng tránh cái nhiễm khuẩn hô hấp ấy, thì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là phải giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đấy, đặc biệt là cái chuyện rửa tay, phải rửa tay bằng xà phòng và các cái dung dịch sát khuẩn. Và khi mà đi ra ngoài ấy, thì phải đeo khẩu trang để phòng tránh khói bụi. Và khi đã tiếp xúc với khói bụi rồi ấy, thì cần phải rửa mũi bằng cái dung dịch nước muối dạng phun sương hoặc là súc miệng họng bằng nước muối sinh lý. Đấy, rồi còn về cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề dinh dưỡng mùa hè thì cần phải chú ý là ăn uống cho nó đủ chất, uống đủ nước, khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước trên ngày đối với người bình thường. Thế thì chế độ ăn thì ăn đủ chất này, rồi là tăng cường ăn các cái loại rau quả tươi, uống vitamin C để tăng cường cái sức đề kháng. Thế còn một cái vấn đề nữa là cũng cần phải tránh các cái thay đổi nhiệt độ đột ngột ở phòng điều hòa ấy, thì là chú ý là ở cái mức độ để cái nhiệt độ nó vừa phải thôi, hoặc 26 đến 28 độ, và không chênh lệch nó quá 10 độ so với nhiệt độ môi trường. Và khi mà đi từ phòng điều hòa ra bên ngoài thì phải chờ một lát để cho tắt điều hòa đi và để cho cái cơ thể có cái thời gian nó thích nghi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi. Thải độc bằng nước ép hoa quả là một phương pháp thanh lọc cơ thể khỏi các độc tố và giúp giảm cân hiệu quả. Đây cũng là xu hướng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe được nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Nước ép các loại rau củ quả quen thuộc sẽ cung cấp cho cơ thể lượng vitamin dồi dào, giúp bạn có một làn da và vóc dáng chắc khỏe. Trong chuyên mục ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số loại nước ép đơn giản dễ dàng thực hiện tại nhà. Phương pháp detox là phương pháp thanh lọc cơ thể. Nhắc đến phương pháp detox thì không chỉ là chúng ta nhắc đến, mọi người hay nhắc đến chuyện là nhịn ăn hay là một chế độ ăn nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì detox không hẳn là như thế, mà chúng ta có thể sử dụng những trái cây dễ kiếm, dễ tìm để làm nước uống thanh lọc cơ thể hàng ngày. Sau đây tôi xin giới thiệu một số loại nước uống detox để các bạn có thể chế biến hàng ngày từ những trái cây đơn giản. Thứ nhất là có thể sử dụng chanh. Chanh là một trái cây hầu như là gia đình nào cũng có và chứa vitamin C, rất nhiều vitamin C và chống lão hóa. Chúng ta có thể sử dụng nửa quả chanh, sau đấy là pha với lại 2 lít nước và thêm một chút gừng và thái lát nhỏ cho vào khoảng 20 lít nước. Sau đấy thì cho vào tủ lạnh và uống trong cả ngày. Ngoài ra thì chanh cũng có thể sử dụng phối kết hợp với các loại hoa quả khác như là chanh với lại cam, hoặc là buổi sáng sau khi ngủ dậy, trước khi chúng ta vận động tập thể dục thì chúng ta có thể uống một cốc nước chanh pha loãng hoặc là một cốc nước chanh với lại một ít mật ong. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng dưa hấu. Chúng ta có thể cắt một miếng dưa hấu và cắt nhỏ, cũng cho vào 2 lít nước, sau đấy rồi cho vào tủ lạnh và uống trong cả ngày. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng dứa và cam. Chúng ta có thể sử dụng một nửa quả cam này, thái lát và một nửa quả dứa, sau đấy rồi cũng cho vào 2 lít nước và để vào trong ngăn mát của tủ lạnh để uống cả ngày. Cái phương pháp detox thì chúng ta chủ yếu là sử dụng nước trái cây để thanh lọc cơ thể. Thì một tuần chúng ta có thể uống là 3 đến 4 lần. Cách một ngày thì có thể làm một lần để uống trong cả ngày đấy ạ. Và những cái loại trái cây chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể là ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng là chanh gừng. Ngày hôm sau thì chúng ta có thể sử dụng là chanh cam hoặc là dứa với lại cam, hoặc là dưa hấu để thay đổi cái vị của chúng ta có thể hấp dẫn hơn. Cái hiệu quả của phương pháp detox thì là giúp da đẹp này, dáng đẹp này, rồi là các chất độc tố được loại ra khỏi cơ thể này. Cần chú ý là khi mà sử dụng phương pháp detox thì chúng ta cần phải tập luyện thể dục thể thao, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, chứ không thể là không chỉ là sử dụng mỗi detox không.
rồi là chế độ ăn của chúng ta thì cũng phải là giảm chất béo và giảm nước có ga, hoặc là không sử dụng caffeine hay là những chất kích thích. Nếu mà bạn có thể sử dụng phương pháp detox 50%, tức là kết hợp với chế độ ăn, còn khi mà sử dụng hoàn toàn là phương pháp detox 100% thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng đang tăng nhanh khi hiện đã có hơn 10.000 loại thực phẩm chức năng trên thị trường, nhưng kéo theo đó là nỗi lo về chất lượng, giá cả, độ trung thực của thông tin. Tất cả bắt nguồn từ khâu quản lý còn nhiều bất cập. Hiện nay, những minh chứng, bằng chứng về mặt khoa học có tính thuyết phục của thực phẩm chức năng còn rất ít, thậm chí có thể nói chưa có công trình nghiên cứu khoa học thực sự đánh giá đúng bản chất thực phẩm chức năng. Thêm vào đó là tình trạng quảng cáo vượt quá công dụng của sản phẩm. Trên 50% sai phạm về thực phẩm chức năng liên quan đến quảng cáo. Doanh nghiệp nói quá công dụng của sản phẩm, quảng cáo không đúng với nội dung được cho phép, sử dụng những hình ảnh, thông điệp gây nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Vâng, thực phẩm chức năng là thực phẩm bổ sung, hỗ trợ chứ không phải là thuốc điều trị bệnh. Nên một số nhà sản xuất kinh doanh đấy, trong quá trình sản xuất kinh doanh thì đã thổi phồng cái tác dụng của nó trong quảng cáo, làm cho người bệnh nhầm tưởng đó là thần dược để chữa bệnh. Nên họ đã đánh đổi sức khỏe và mạng sống của mình, từ bỏ điều trị bệnh bằng thuốc y học hiện đại mà quay sang sử dụng thực phẩm chức năng, đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo làm nhanh cái quá trình diễn biến bệnh của họ, và có những trường hợp đã tử vong do sử dụng thực phẩm chức năng thay thế thuốc điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoàn toàn biết và hiểu rằng chính tình trạng quảng cáo này khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm là thuốc điều trị chữa bệnh, nhưng theo quy định của pháp luật, những vi phạm này không bị rút số đăng ký, nên chi cục chỉ có thể gửi công văn đến cơ quan báo chí đăng phát quảng cáo và doanh nghiệp yêu cầu dừng đăng phát, thu hồi tờ rơi, nội dung quảng cáo. Một bất cập nữa phải kể tới, đó là hiện chưa có quy định bắt buộc công bố định lượng của sản phẩm. Ngoài ra, vấn đề công bố công dụng muốn chứng minh có hiệu quả thực sự như thuốc phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Ngoài khó khăn trong việc quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng, một vấn đề cũng khiến nhà quản lý và người dân đau đầu, đó là giá thành các loại thực phẩm chức năng rất đắt. Có những loại dù quảng cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị chứ không phải thuốc điều trị, nhưng giá bán cao hơn cả giá thuốc, song người tiêu dùng vẫn tin tưởng. Cái này là mình tham khảo qua bạn bè với lại ở trong một số chương trình quảng cáo. Sự nguy hại còn lớn hơn nếu người tiêu dùng lấy thực phẩm chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Sự ngộ nhận này có nguyên nhân từ những quảng cáo thổi phồng quá mức và những chế phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất và đóng gói tương tự như các dược phẩm. Mặc dù Bộ Y tế đã cấm kê toa và cấm quảng cáo sử dụng thực phẩm chức năng thay thuốc điều trị, nhưng việc loại trừ hết những sai sót này là hết sức khó khăn. Thực phẩm chức năng ấy thì nó là cái mặt hàng là không phải là thuốc kê đơn, mà nó là cái mặt hàng là hỗ trợ điều trị, nên là thường chúng em là hay phải tư vấn. Vì mọi người dân người ta thường thứ nhất là hay nghe truyền tai nhau, và thứ hai là hay nghe quảng cáo. Có nhiều người thì người ta cũng hay kiểu là hay lạm dụng ấy, hay lạm dụng là lấy cái thực phẩm chức năng để là tăng cường sức khỏe. Không, nhiều khi là cũng không theo cái thời gian điều trị, cũng như là cũng không theo cái liều lượng ấy, thường hay là sử dụng lạm dụng quá, nên là chúng em cũng phải hay thử tư vấn. Bất cập trong quản lý thực phẩm chức năng hiện nay có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân cơ bản, đó là thị trường thực phẩm chức năng của chúng ta phát triển quá nhanh. Trong giai đoạn các cơ quan quản lý chưa theo kịp, nhận thức của cộng đồng, của chính đội ngũ y tế chúng ta chưa theo kịp vấn đề này. Câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.